Mình xin giới thiệu với mọi người một cái bộ rất là đặc biệt nha. Rồi mời mọi người thăm mình. Nay mình xin giới thiệu mọi người một cái mẫu hàng gọi là VIP. Đó, các bạn có thể thấy bộ ghế rất là đẹp phải không ạ? Nhìn thấy cái tưởng tay 14 nhưng thực tế ra đây là kiểu cái dáng nó giống như tay 14 vậy. Nó là tay 12 thôi nhưng mà dáng của nó là dáng 14. Và các bạn có thể thấy là cái tó nghe này nè. Đó, nổi bật lên rất là đẹp phải không ạ? Vì cái tó này đã được chạm bằng tay nha mọi người. Mấy con mặt mỗi con cũng khác nhau nhá, tại vì cho mình chạm bằng tay ấy, đâm ra cái tùy vào cái trình độ của người thợ nên xử lý nó sẽ tùy thuộc vào cái thời điểm ấy luôn. Đó, ba con mặt khác nhau hết nha mọi người, nhưng rất là đẹp phải không ạ? Và chạm đục rất là sâu mà mọi người có thể thấy đục rất là sâu nhá. Và cái tó này là cao lên tới 35 luôn nha mọi người, thấy không? Đó, cao là cao 35 luôn nè. Rất là cao nha. Và bên cạnh đó là cái tó này thì sẽ được làm hai mặt luôn nha. Mặt đằng trước và mặt đằng sau luôn nè. Cho mọi người xem thấy cái mặt đằng sau mà. Đẹp, rất là có hồn và rất là đẹp luôn nha. Đó, đục rất là sâu luôn. Đó. Nhân tiện nó đằng sau thì mình sẽ làm luôn là các bạn có thể thấy ở phía đằng sau này vân cây rất là đẹp không ạ? Thì một bộ như vậy là hàng này được gọi là hàng VIP rồi vậy á. Và các bạn có thể thấy là nó sẽ không có ghép đuôi luôn nha. Hàng này là hàng VIP nên sẽ không hề có ghép đuôi nha. Và cho mọi người xem một số điểm tiếp theo. Các bạn có thể thấy là cái dáng của nó rất là khuỳnh phải không ạ? Và yếm này là dày 3 phân luôn nha, dài mộng luôn nha mọi người. Cho mọi người xem thêm cái mộng ở dưới nè. Hàng của nhà mộc ra xài hoàn toàn đó, có thấy các bạn có thể thấy nó có thấy một cái hở nhỏ nhỏ không? Đó, ở hai bên luôn. Và ở dưới cũng vậy luôn nha. Đây là hàng cao cấp ở khu làng nghề mộc nha mọi người, nên xài đóng rất là chắc chắn và rất là tỉ mỉ. Đó. Yếm dày 3 phân, mặt và bàn ghế dày 3 phân luôn. Đó, cho mọi người xem nè. Và cái cột này là cột đục sâu luôn nè. Đó, các bạn thấy đục tới 13 luôn nè. Đánh giá là sẽ lên tới là 14, 13, 13 rưỡi. Đánh giá là 14 á, nhưng mà khi trong quá trình mình đục á thì mình sẽ mài đi một xíu. Cái cột thực tế ra là cột này là cột 14 luôn nhá. Đục sâu rồi, mọi người thấy không? Cái khóe sờ rất là đẹp. Và bên cạnh đó là các bạn có thể thấy là con nghe này, con nghe nguyên khối, không hề ghép. Chỉ có khi nào mà các bạn nhìn hàng mộc như vậy thì các bạn sẽ thấy được rất là rõ ràng các cái chi tiết. Đó, không ghép luôn nha. Và đục rất là sâu luôn nha, hoàn toàn đục bằng tay hết, đục bằng tay hoàn toàn luôn nha. Bên cạnh đó là cái tay ghế, các bạn thấy nó hơi cong lên này, rất là nghệ thuật phải không ạ? Làm những cái đường cong như vậy nó rất là khó nha mọi người. Nhân tiện đây mình có một cái bộ tay 12 nữa cho mọi người xem nha. Tay này cũng là cột 12 luôn, hai cái đều là cột 12 hết. Nhưng các bạn có thể thấy là cái dáng ghế nó khác biệt nhau rất là nhiều phải không ạ? Dáng này cũng được gọi là dáng làm theo kiểu tay 14 nhá, nhưng mà vẫn thua cái dáng này. Tại vì cái dáng khuỳnh của cái bộ này á, là thiết kế dành cho cái mình để thêm cái con nghe như vậy này. Nên các bạn có thể thấy là cái độ dài của cái mặt rất là lớn nhá. Đó, thấy không? Mặt lên gần 83 luôn nè. Trong khi đó mặt của thằng này nó chỉ ở dao động ở mức 76 thôi. Cho mọi người xem nào. Tại vì sao vậy? Khi mình ngồi vô á, mình ngồi vô cái dáng ghế mà nó mà bé, nó làm mà thiết kế đặt tay con nghe này qua bên đây á, thì các bạn sẽ thể thấy là nó sẽ như con nghe này, con nghe 12 phân này, con nghe này 12 phân mà các bạn được bỏ vào đây 12 phân, bỏ bên kia 12 phân, vậy là cái dáng ghế này nó sẽ rất là nhỏ, mình ngồi lên là mình không co giò lên được.
Đó, nó và những cái gán ghế mà khi mà các bạn mua nó phải to như vậy nó mới sang và ngồi mình có thể bỏ chân lên rất là thoải mái. Bỏ chân nó lọt luôn nha mọi người, lọt luôn nha, như vậy nó mới rất là sang nha. Chứ nếu mà mình đi mua một bộ VIP mà nó không bỏ vừa những cái tiêu chuẩn mình nói ấy, thì các bạn hãy coi lại nha. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể thấy là những cái dăm này, bảo mua gỗ mà không có vết nứt hay là gì là không phải đâu nha mọi người. Bộ này, dòng này là gỗ cao cấp nhất nhá, dòng Nigeria, các bạn có thể thấy vân rất là đẹp phải không ạ? Nhưng mà nó vẫn có găng nhá. Và khi về đến nhà mộc rồi thì bên mộc sẽ xử lý đó, làm sao cho nó thật láng mịn cho khách hàng, để khách hàng xài nó thật là sờ vô thật là đẽ, thật là êm tay luôn nha mọi người. Rồi, chắc mọi người xem đây cái băng dài nữa. Đây là cái băng dài. Đục đằng trước đằng sau luôn nha, rất là đẹp phải không ạ? Tam sư. Bảo chó này nó hơi mặt con kỳ lân này nó hơi dữ ấy. Tại vì sao vậy? Người ta phải giữ tờ thì nó mới chấn phong thủy nha mọi người. Bảo khách bảo tạc con này hiền hiền đi tí là không có đường đâu nha. Chó hiền là không chấn được phong thủy đâu nha mọi người. Nên mặt thường tạc nó phải giữ lên như là như vậy. Đó, yếm toàn bộ là bốn cái yếm sẽ là tạm tứ linh long luân quy phục luôn nha. Và mặt ghế, mặt bàn là dày nguyên tấm 3 phân hết nha. Không ghép đuôi luôn nha. Đây là cái bàn của nó nha mọi người, bàn này sẽ là bàn hộp, chuyển bàn hộp luôn nha, cái vai trượt mặt hàng. Và mọi người có thể thấy là đó, bên nhà mộc mà xài mộng hết, hoàn toàn là xài bằng mộng hết. Tất nhiên là tí nữa mình sẽ phải là bỏ keo hoặc là chắc vào đây, xong rồi mình còn bắn đinh nữa để cho nó tăng độ cứng lên nha mọi người. Nên xài hàng của nhà mộc nó khác hàng ở hàng Bắc chợ là như vậy. Hàng Bắc mà hàng chợ ấy thì nó sẽ không có làm những cái kỹ thuật như vậy, nó không làm mộng mà nó chỉ dán cho thôi nha mọi người. Đó là sự khác nhau giữa là hàng cao cấp và hàng ở chợ là như vậy. Rồi, hy vọng qua clip vừa rồi nếu mà mọi người thấy hay thì mọi người hãy đăng ký kênh của Mộc nhá. Rồi, chào mọi người. À, đừng quên giới thiệu, đây là khu xưởng là nhà của Mộc nhá. Đây cho mọi người xem thêm. Đó. Một số cái mẫu đang làm cho khách nè. Bộ này chỉ là tam sư hường thôi nha, chứ không phải tam sư ấy. Tam sư này là đục bằng máy nhá, nhưng mà người thấy nó rất là đều. Và đục bằng máy thì nó không có hồn nhiều như kiểu kia, nó giữ, kiểu kia thì phải giữ hơn. Nếu thấy hay thì mọi người hãy đăng ký kênh của Mộc nhá, để xem những cái clip về sản phẩm cao cấp nhá. Rồi, chào mọi người.